Chương 6. Khảo sát các lớp gồm có: thứ nhất là lớp Data Link, gồm có lớp con RLC và lớp con Map. Thứ hai là lớp Network. Thứ ba là lớp Transport. Thứ tư là các mô hình Firewall, gồm có Dual Home Host, Screen Host và Screen Subnet. Một là mạng, lớp Data Link. Nó thực hiện vai trò thiết yếu cho hoạt động truyền tin khả thi giữa các máy tính. Nhưng với nỗ lực một mình của nó thì chưa đủ. Mỗi chức năng có các hạn chế của nó. Lớp này hướng tới khắc phục các hạn chế, ứng với mỗi hạn chế của lớp 1 thì lớp 2 có một giải pháp. Ví dụ, lớp 1 không thể thông tin các lớp trên, lớp 2 làm việc này thông qua RLC. Một nhỏ, lớp con RLC tạo ra tính năng linh hoạt trong việc phục vụ cho các giao thức lớp mạng trên nó, trong khi vẫn liên lạc hiệu quả với các kỹ thuật khác nhau bên dưới nó. RLC với vai trò là lớp phụ tham gia vào quá trình đóng gói. RLC nhận đơn vị dữ liệu giao thức lớp mạng là địa chỉ IP và thêm nhiều thông tin điều khiển giúp để phân phối gói IP đến đích của nó. Nó thêm hai thành phần địa chỉ của đặc tả 802.2 điểm truy xuất dịch vụ đích DSAP và điểm truy xuất dịch vụ nguồn SSAP. Nó đóng gói lại dạng IP, sau đó chuyển xuống lớp phụ MAC để tiến hành các kỹ thuật đặc biệt được yêu cầu cho đóng gói tiếp theo. Hai nhỏ, lớp con MAC đề cập đến các giao thức chủ yếu phải theo để truy xuất vào môi trường vật lý. Lớp 2 có 4 khái niệm chính mà bạn cần biết. Đó là: lớp 2 thông tin với các lớp trên thông qua RLC. Lớp 2 dùng chuẩn địa chỉ hóa ngang bằng. Lớp 2 dùng kỹ thuật đóng frame để tổ chức hai nhóm dữ liệu. Lớp 2 dùng MAC để chọn máy tính nào sẽ truyền các dữ liệu nhị phân từ một nhóm, trong đó tất cả các máy tính đều muốn truyền cùng một lúc. Hai là mã, lớp Network. Chức năng của lớp này là định tuyến. Định tuyến là quá trình chuyển thông tin qua mạng từ nơi gửi đến nơi nhận. Định tuyến có hai thành phần là chuyển mạch và dọn đường. Trong quá trình switching, bên gửi thêm vào địa chỉ bên gửi, địa chỉ bên nhận, địa chỉ vật lý của router đầu tiên mà packet gửi tới. Khi packet tới router, router sẽ xác định địa chỉ IP đích của packet. Nếu như router không nhận ra IP đích, thì nó sẽ bỏ packet. Nếu ngược lại thì router sẽ chuyển packet tới địa chỉ đích. Nó sẽ thay thế MAC nguồn và MAC đích bằng MAC trên interface của nó và MAC trên NetHop router. Khi packet chuyển qua mạng lớn thì địa chỉ IP source và destination address không thay đổi, nhưng địa chỉ vật lý bị thay đổi tại mỗi hop. Thành phần thứ hai của routing là path determination. Router cần có một số cách xác định con đường đi ngắn nhất để chuyển packet tới đích. Router cần có nhiều thông tin từ người quản trị hay từ các router khác để xây dựng bản routing mà thông tin này giúp cho nó định tuyến packet đi tới đích. Ba la mã, lớp transport, cho phép phân mảnh và tập hợp dữ liệu vào cùng Transport Layer Data Stream. Transport Layer Data Stream là một kết nối logic giữa bên gửi và bên nhận trên mạng. Lớp transport cung cấp các đặc tính sau: Reliability, bằng cách đánh số thứ tự của các segment. Bên nhận thông báo cho bên gửi biết rằng nó đã nhận được dữ liệu bằng cách thông báo ACK. Flow Control là kỹ thuật cho phép điều khiển buffer bên nhận. Bên nhận sử dụng kỹ thuật này để ngăn không cho bên gửi gửi dữ liệu quá nhanh làm tràn buffer của bên nhận. Hai protocol của lớp này là TCP và UDP. TCP cung cấp kết nối thông tin giữa hai máy tính, kết nối được thiết lập trước khi dữ liệu truyền. TCP còn gọi là nghi thức hướng kết nối. Với nghi thức TCP thì quá trình hoạt động trải qua 3 bước sau. Thứ nhất là thiết lập kết nối, thứ hai là truyền dữ liệu và thứ ba là kết thúc kết nối. Bốn là mạng, các mô hình firewall. Firewall còn gọi là bức tường lửa, được hiểu như là một hệ thống máy tính và thiết bị mạng, giúp ta có thể bảo mật và giám sát các truy xuất từ bên trong ra ngoài, và ngược lại, từ đó có thể phòng chống các truy cập bất hợp pháp nào. Một nhỏ, Dual Home Host, được xây dựng dựa trên máy tính Dual Home Host. Một máy tính được gọi là Dual Home Host nếu có ít nhất hai network interface, có nghĩa là máy đó gắn hai cạp mạng khác nhau, và như thế máy tính đóng vai trò là router mềm. Kiến trúc Dual Host rất đơn giản. Dual Home Host ở giữa một bên nối kết với Internet và bên còn lại nối với mạng nội bộ. Dual Home Host
chỉ có thể cung cấp các dịch vụ bằng cách ủy quyền chúng hoặc cho phép user đăng nhập trực tiếp vào Realm Host. Mọi giao tiếp từ một host trong mạng nội bộ và host bên ngoài đều bị cấm. Realm Host là nơi giao tiếp duy nhất. Hai nhỏ, Screen Host là cấu trúc ngược lại với Realm Host. Kiến trúc này cung cấp các dịch vụ từ một host bên trong mạng nội bộ, dùng một router tách rời với mạng bên ngoài. Nó được thiết kế để thông một packet nào đó có thể tới được mạng bên trong. Tuy nhiên, trên thực tế thì kiến trúc Realm Host cũng có lỗi mà cho phép các packet thật sự đi từ bên ngoài đi vào bên trong hơn là bảo vệ các host bên trong mạng. Ba nhỏ, Screen Subnet nhằm tăng cường khả năng bảo vệ mạng nội bộ, thực hiện chiến lược phòng thủ theo chiều sâu. Tăng cường sự an toàn cho Passion Host, tách Passion Host khỏi các host khác. Phần nào tránh lây lan một khi Passion Host bị tổn thương, người ta đưa ra kiến trúc Subnet. Kiến trúc Screen Subnet dẫn xuất từ kiến trúc Screen Host bằng cách thêm vào phần an toàn. Đó là mạng ngoại vi nhằm cô lập mạng nội bộ ra khỏi mạng bên ngoài, tách Passion Host ra khỏi các host thông thường khác.